Trong năm nay thì bạn ấy bị chấp 3 lần rồi, bạn ấy đã đi rạch 2 lần rồi, và làm như thế nào, nghĩa là làm như nào để không không bị nữa à, cái tình trạng mà chấp. Chấp nó cứ bị lại như này vậy. Mình phải biết cái nguyên nhân là cái hiện tượng mà chấp mắt nó xảy ra do cái hiện tượng là mình bị tắc nghẽn các cái tuyến mây vô mía ở đây, các cái tuyến bã nhờn đấy, để nó đổ vào cái màng phim nước mắt, là cấu trúc của một trong ba thành phần cấu tạo nên nước mắt của chúng ta. Nó bị tắc dẫn tới là nó sẽ bị ứ đọng các chất cặn bã ở trong này, nó sẽ sinh ra khối viêm viêm, và khi mà bạch cầu đến thì nó sẽ bởi có phản ứng viêm bạch cầu đến để giải quyết phản ứng viêm đấy, thì sạc bạch cầu nó sẽ bị tù lại, và nó tạo thành những khối khối chấp ở đây, khối cứng và rắn. Và cái hiện tượng đấy nó có thể tiêu đi và nó cũng có thể không tiêu đi, và chúng ta sẽ phải phẫu thuật để chích, để lấy bỏ đi khối chấp đấy, để làm giảm cái tình trạng viêm, và chúng ta tra thuốc nó hiệu quả hơn. Thì nếu như mà cái việc mà cái con mắt mình nó vẫn cứ tái diễn cái nguyên nhân là nó bị tắc các tuyến ở đây, nó dễ bị viêm các tuyến bã nhờn ở đây, thì nó sẽ lại xảy ra cái tình trạng chấp đấy thôi. Nên là để mà hạn chế cái việc mà chúng ta không bị tái diễn cái tình trạng chấp trở lại, thì em cần phải thứ nhất là vệ sinh sạch các bờ mi, các lỗ tuyến ở bờ mi này, bởi vì nếu mà trong một đường ống mà nó tắc ở phía bên ngoài, nó không thể chảy ra được, thì nó sẽ bị tắc ứ đọng ở phía bên trong thôi. Nên là đầu tiên mình sẽ phải vệ sinh bờ mi hàng ngày nhé, bởi vì mình có bệnh mà, mình phải khổ hơn, mình phải chịu khó hơn so với những người mà bình thường. Vệ sinh bờ mi bằng nước muối sinh lý nhá, nước muối sinh lý ấm. Sau đó là chúng ta sẽ chườm ẩm hàng ngày để cho các tuyến bã nhờn này, bản chất là nó là lipid, và mùa đông thì nó sẽ dễ bị tắc hơn so với mùa hè, bởi vì nhiệt độ của cái phần mi mắt này là nó là một cấu trúc ở xa cơ thể nhất, nên là nó sẽ không ấm bằng các cấu trúc khác, nên là bản chất lipid nữa, nên là nó sẽ dễ bị tắc hơn, nó lưu thông chậm hơn, nó lưu thông kém hơn khi mà thời tiết nó trở lạnh, đúng không ạ? Nên là bất kể mùa hè mùa đông mình đã thường xuyên là bị tắc rồi, thì mình phải thường xuyên chườm ấm cái mi mắt của chúng ta để nó lưu thông các tuyến bã nhờn như này, thì nó sẽ hạn chế được việc là tắc và gây viêm của cái tổ chức đấy, thì mình sẽ hạn chế được việc là mình sẽ bị lên chấp như thế. Và thứ hai nữa là trong các lần mà mình mổ lấy chấp ấy, thì các bác sĩ sẽ giúp em là cần phải nào sạch những cái ổ viêm ổ chấp đấy, thì khi nó nào sạch rồi, nó không còn tồn dư lại các chất bã ở các tế bào viêm cũ, thì nó cũng sẽ hạn chế được cái việc là chúng ta sẽ bị tái phát chấp trở lại. Còn nếu nó vẫn còn lại thì đương nhiên là nó vẫn sẽ dẫn tới cái tình trạng là nó xảy ra cái hiện tượng là tắc nghẽn các tuyến đấy tiếp, và có thể xảy ra tình trạng viêm tiếp, thì nó lại sẽ bị viêm trở lại. Thì đấy là những cái nguyên nhân, thì mình biết được những nguyên nhân đấy thì mình sẽ giải quyết bằng các giải pháp đấy nhé. Có 3 giải pháp đúng không ạ? Phải nhắc lại không ạ? Một là vệ sinh sạch, hai là chườm ấm hàng ngày, vệ sinh sạch hàng ngày, ba là lúc chích chấp và lấy chấp thì cần phải lấy và nào sạch sẽ, được chưa? Thì giải quyết những vấn đề đấy thì em sẽ giảm được cái tình trạng là mình sẽ bị lên chấp thường xuyên thôi nhé. Thì hy vọng là lần sau gặp lại thì em sẽ không xảy ra hiện tượng này nữa. Ok.